ngạc nhiên trực thăng tàng hình đắt ngang chiến đấu cơ 4+ của Mỹ. Với chi phí phát triển lên đến gần 7 tỷ đô la và có mức giá trung bình lên đến 50 triệu đô la cho mỗi chiếc, đã gần như bóp chết trực thăng tấn công tàng hình đầu tiên của nước Mỹ. Được thiết kế từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Boeing Sikorsky RAH-66 là loại trực thăng tàng hình có thể thực hiện nhiệm vụ thường thám hoặc cũng có thể hoạt động giống như một trực thăng tấn công. Trước khi chương trình F-35 của Mỹ thu hút được sự chú ý của công luận, chương trình RAH-66 này chính là tai tiếng lớn nhất của quân đội Mỹ. Tổng cộng, Mỹ đã tốn tới 7 tỷ đô la để phát triển RAH-66 cuối cùng chỉ để hủy bỏ dự án này. Trực thăng RAH-66 lần đầu tiên cất cánh vào ngày 4 tháng 1 năm 1996. Quá trình thử nghiệm và hoàn thiện của nó kéo dài tới tận năm 2004. Thậm chí vào lúc này, quân đội Mỹ vẫn lạc quan cho rằng RAH-66 sẽ thay thế được trực thăng Apache AH-64 của nước này. Do đội vốn quá lớn năm 2002, chương trình RAH-66 bị quân đội Mỹ cắt bớt đơn đặt hàng, từ hơn 800 chiếc xuống còn 650 chiếc. Cùng thời gian đó, các chuyên gia ước tính quá trình để đưa RAH-66 vào sản xuất hàng loạt sẽ tốn thêm khoảng 30 tỷ đô la Mỹ nữa. Năm 2008, Bộ Tài chính cảnh báo quân đội Mỹ, việc chi hàng chục tỷ đô vào chương trình RAH-66 sẽ tốn một khoản tiền bằng 2/3 so với ngân sách cho lực lượng không quân Mỹ trên toàn thế giới hoạt động. Do quá nhiều tai tiếng, chương trình bị hủy ngay vào cuối năm 2008. Tổng cộng chỉ có duy nhất 2 chiếc trực thăng ra đời và toàn bộ quá trình nghiên cứu mất khoảng 7 tỷ đô la. Có nghĩa là mỗi chiếc trực thăng tàng hình RAH-66 sẽ có giá khoảng 3,5 tỷ đô theo tỷ giá năm 2004. RAH-66 được thiết kế với 2 ghế ngồi, phi hành đoàn bao gồm 1 lái chính và 1 sĩ quan điều khiển vũ khí. Loại trực thăng này có cánh quạt chính 5 lá và cánh đuôi 8 lá. Trực thăng sử dụng 2 động cơ LHTECT800, cung cấp công suất tổng cộng hơn 3.000 sức ngựa. Tốc độ tối đa mà trực thăng tàng hình RAH-66 có thể đạt được chỉ là khoảng 324 km/h. Trong khi đó, tốc độ hành trình của RAH-66 vào khoảng 300 km/h. Tầm hoạt động của RAH-66 là một thảm họa khi nó chỉ bay được 450 km khi không sử dụng thùng nhiên liệu gắn ngoài và bán kính chiến đấu chỉ 250 km. Trần bay của RAH-66 chỉ khoảng 4.500 m, bằng 2/3 so với trần bay của trực thăng Apache AH-64 và thời gian hoạt động của nó tối đa là 2,5 tiếng cho mỗi phi vụ. Do là phiên bản thử nghiệm nên khả năng vũ trang của RAH-66 chưa được hoàn thiện. Tuy nhiên, vũ trang của nó được cho là bao gồm một khẩu pháo 20mm 3 nòng xoay, cơ số đạn 500 viên. Ngoài ra, trực thăng còn có khoang treo vũ khí trong bụng, chứa được tối đa 12 tên lửa không đối không AIM-92 hoặc 6 tên lửa AGM-114 đối đất. Hiện tại, chương trình RAH-66 đã bị hủy. Trong khi đó, chương trình sản xuất một loại trực thăng tấn công tiếp theo để thay thế Apache AH-64 vẫn chưa lộ diện. Mới đây, quân đội Mỹ còn dự kiến sẽ cho AH-64 hoạt động thêm khoảng 30 năm nữa. Nghĩa là tới khi được về hưu, AH-64 sẽ có tuổi đời khoảng 75 tuổi. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.